Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 24h TV Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây Không phải công phượng quang hải, ai khiến thầy Bắc phấn khích Công phượng quang hải và nhiều đồng đội tại tuyển Việt Nam chưa vào form qua những trận đấu V-League 2021 Vậy ai khiến thầy Bắc phấn khích hơn cả? Công phượng quang hải vẫn chưa phất Kết thúc hai vòng đầu tiên ở LS V-League 2021, Công Phượng dù không phải kém, tuy nhiên để đúng như kỳ vọng kể từ khi trở về từ Hoàng Anh Sa Lai từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Kia Thi Sắc thì vẫn chưa. Công Phượng chơi trọn vẹn 180 phút ở hai trận của Hoàng Anh Sa Lai dưới thời chiến lược gia người Thái Lan, tuy nhiên chưa thể khai nòng. Điểm sáng lớn nhất mà CP10 cho thấy chỉ là sự tích cực, thay đổi thói quen chơi bóng bên cạnh vài cơ hội bị bỏ lỡ. Màn thể hiện của Công Phượng sau hai vòng đầu tiên vẫn tạm chấp nhận được thậm chí chẳng muốn nói là vượt hẳn so với Quang Hải hoặc các đồng đội khác tại đội tuyển Việt Nam. Bởi sau hai và một vài trận đá sớm ở vòng 3 trước khi giải tạm dừng vì dịch Covid-19, hầu hết các học trò tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ như chưa sẵn sàng với mùa giải 2021 khi mà thể hiện tương đối nhạt nhòa. Từ Quang Hải, Đình Trọng, Xuân Trường đến Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hoàng Đức chưa tạo được niềm tin đối với người hâm mộ, bất chấp được tung vào sân ngay từ các trận đầu tiên ở mùa giải mới. Những màn thể hiện này rõ ràng làm ông Park phải lo cũng như mong mỏi sau giai đoạn tạm nghỉ vì dịch Covid-19, các học trò sẽ sớm tìm lại phong độ để cùng mình hoàn thành mục tiêu với tuyển Việt Nam trong năm 2021. Ai khiến thầy Park phấn khích? Sau hai vòng đấu đầu tiên cùng các trận sớm ở lượt thứ ba, rõ ràng những gì mà các trụ cột ở tuyển Việt Nam thể hiện chưa làm ông Park an lòng. Tuy nhiên không vì thế mà chiến lược ra người Hàn Quốc phải buồn. Huấn luyện viên Park Hang Seo thậm chí có thể vui nếu như nhìn vào màn thể hiện trói sáng từ Trần Minh Vương ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2021 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kia Ti Sắc. Nhìn cầu thủ quê Thái Bình tỏa sáng trong hai trận gần đây bằng sự nhiệt huyết hiệu quả, nhiều người tin rằng sớm muộn gì Trần Minh Vương cũng sẽ chinh phục thầy Park thêm lần nữa và trở lại tuyển Việt Nam. Trần Minh Vương xuất sắc không phải chuyện quá bất ngờ, bởi tiền vệ này từng là cái tên khiến huấn luyện viên Park Hang-seo yêu mến bậc nhất trước khi đánh rơi phong độ và thất sủng sau ASEAN 2018. Tiền vệ đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai đang làm huấn luyện viên Park Hang Seo vui, nhưng để phân khích và theo dõi thì lại là một cái tên khác. Lạ đối với các cổ động viên lẫn chiến lược gia người Hàn Quốc, Nguyễn Phú Nguyên đến từ Hải Phòng. Cầu thủ người Nam Đàn Nghệ An sở hữu hai bàn thắng trên hai trận đấu tại V-League 2021. Bên cạnh đó là màn trình diễn vô cùng xuất sắc, dù các đối thủ của câu lạc bộ Hải Phòng, nơi tiền vệ 25 tuổi này khoác áo là Việt Theo và Nam Định. Đặc biệt ở trận thắng Việt theo tại hàng đẫy, những pha tấn công ở biên trái hiện Phú Nguyên đã khiến đàn anh đồng hương là Trọng Hoàng khá vất vả và trước khi có pha dứt điểm để mang về 3 điểm cho Hải Phòng. Mùa giải mới còn rất dài để có thể khẳng định Phú Nguyên như thế nào, nhưng trong bối cảnh mà các ngôi sao chưa đạt phong độ cao, cùng với việc tuyển Việt Nam cần nhân tố mới, rõ ràng cầu thủ người Nghệ An đang thực sự là cái tên để ông Park phải chú ý. Thời điểm V-League 2021 tạm dừng vì Covid-19, những gì mà Minh Vương hay Phú Nguyên mang lại cũng làm cho ông Park an ủi khi chưa thấy niềm vui từ công phượng Quang Hải. Lý Nguyễn ngơ ngác vì hình phạt của huấn luyện viên Mano Poking. Để tránh việc tăng cân quá đà của các cầu thủ trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán này, huấn luyện viên Mano Poking đã đưa ra quy định cực gắt cho các học trò. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức cho các cầu thủ xả trại nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày mùng 3 tháng 2. Huấn luyện viên Mano Poking cho phép các học trò nghỉ tối đa là 14 ngày, sau đó họ sẽ phải hội quân ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở V-League 2021. Với một đợt nghỉ dài như vậy, vấn đề được huấn luyện viên Mano Poking quan tâm hơn cả chính là việc duy trì thể lực thể trạng cho các học trò. Bởi lẽ các cầu thủ Việt Nam thường có thói quen ăn uống thả ga mỗi khi được nghỉ Tết. Điều này dẫn đến việc tăng cân, gây khó khăn khi trở lại tập luyện và thi đấu cùng đội bóng khi kết thúc kỳ nghỉ. Để tránh thực trạng này, huấn luyện viên Mano cùng đội ngũ ban huấn luyện Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra giải pháp rất hay, chính là phạt tiền cầu thủ nếu tăng quá một cân. Huấn luyện viên Mano Poking chia sẻ: Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải chú trọng việc giữ cân nặng của mình thật hợp lý trong giai đoạn nghỉ Tết này. Có một hình phạt nhỏ dành cho các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh, đó là họ sẽ phải nộp phạt 10 triệu nếu để tăng quá một cân, tức là các cầu thủ của tôi sẽ được tăng tối đa là một cân. Nếu tăng quá thì sẽ phải đóng phạt 10 triệu đồng một cân. Tôi chỉ muốn các cầu thủ ý thức hơn về trách nhiệm với cơ thể của mình, bên cạnh đó phải có chế độ ăn uống tập luyện phù hợp trong giai đoạn nghỉ Tết này. Ai cũng biết một năm chỉ có một lần dịp Tết, bất cứ ai cũng muốn vui vẻ, nhưng bên cạnh việc vui thì phải chú ý tối đa tới cơ thể của mình. Các cầu thủ tỏ ra bất ngờ vì quy định của tôi, tôi hiểu điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho họ và họ sẽ không mất tiền nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ khi nghỉ Tết Nguyên đán thôi. Tôi làm vậy để các cầu thủ khi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không mất quá nhiều thời gian để cân bằng mọi thứ. Thông tin này đã được huấn luyện viên Mano Poking trao đổi cùng các học trò ở buổi tập ngày 1 tháng 2. Qua đó, Lee Nguyễn và đồng đội tỏ ra rất bất ngờ trước cách mà huấn luyện viên Mano Poking giúp họ kiểm soát cân nặng tốt nhất. Huấn luyện viên Mano nói, Ly Nguyễn đã có những bất ngờ vì quy định trên, tuy nhiên tôi nghĩ rằng Ly là một cầu thủ cực chuyên nghiệp. Anh ấy sẽ biết cách để duy trì thể trạng. Dự kiến huấn luyện viên Mano Poking sẽ cùng các học trò có thêm một buổi tập vào chiều hôm nay mùng 2 tháng 2 trước khi chính thức giải trại nghỉ Tết kéo dài 2 tuần. Kính thưa quý vị, huấn luyện viên Mai Đức Trung đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ nếu gặp Nhật Bản. Kết thúc đợt tập huấn lần này, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có những chia sẻ và đánh giá sơ bộ về những điều đã và chưa làm được cùng đội tuyển Việt Nam. Cho đến thời điểm chiều ngày 31 tháng 1, các huấn luyện viên, vận động viên, đặc biệt những thành viên quay về vùng đang có dịch Covid-19 cũng đã về đến nhà. Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải cho biết, ông cùng một số cầu thủ nữ của đội dự tuyển trẻ đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa về đến điểm cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, sau khi được đo thân nhiệt và khai báo y tế, huấn luyện viên Minh Hải và cầu thủ trẻ đã vào địa phận của tỉnh Quảng Ninh và về đến Cẩm Phả chưa cùng ngày an toàn. Riêng trường hợp cầu thủ của than khoáng sản Việt Nam Diễm My, do nhà của cô là ở Đông Triều đang bị cách ly toàn huyện nên Diễm My phải về nhà chị gái tại Bắc Ninh đón Tết. Đánh giá tổng quát về đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung cho biết, có đợt tập trung này rất tốt. Ban huấn luyện và đội tuyển nữ quốc gia cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao đã tạo điều kiện ở đợt tập trung này. Qua đợt tập trung này, chúng tôi có cơ hội đào tạo rèn luyện vận động viên trẻ và thử sức họ. Có một số vận động viên trẻ rất tốt. Ví dụ những cầu thủ trẻ lần đầu được gọi lên đội lớn Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã hay là Châu Thị Vàng. Mục tiêu lớn nhất của đợt tập trung này vẫn là đào tạo vận động viên trẻ. Đây là đợt thử sức đầu tiên của vận động viên trẻ ở đội tuyển nữ quốc gia. Ở đợt tập trung sau này, tôi sẽ tiếp tục gọi một số cầu thủ tuyển trẻ lên tuyển để các cầu thủ làm quen đội tuyển, cách tập luyện, vận hành sơ đồ chiến thuật chuyên môn và tăng cường thể lực. Qua một tháng tập luyện, thể lực của các cầu thủ đã lên rất tốt. Cụ thể khi thi đấu với các đội rất mạnh, các cầu thủ đều đảm bảo được yêu cầu, không ai bị quá đuối sức, yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện cũng đạt được. Đội tuyển nữ quốc gia có 5 trận đấu giao hữu với các đối tượng nam khác nhau. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết Nói chung trong 5 trận thì tôi hài lòng với 4 đối thủ, trong đó có đối thủ thứ tư hơi yếu, các cầu thủ nữ thắng tỷ số cao quá 8-0, tôi không đặt nặng vấn đề kết quả mà chờ đợi ở vấn đề chuyên môn của các cầu thủ nhiều hơn. Ở trận đấu cuối gặp đội đại sứ quán Mỹ, chúng ta thắng 3-1. Nói chung đây là các đối tượng chúng ta đã tập nhiều lần, khá quen thuộc. Được ban huấn luyện mượn làm quân xanh trong tình hình chúng ta thiếu đối thủ nữ trong nước để đá giao hữu. Hàng năm đội tuyển nữ quốc gia thường đi tập huấn nước ngoài để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên khả năng cao năm nay chúng ta sẽ không có trận đấu giao hữu nào với các đối tượng nữ quốc tế. Ví dụ nếu chúng ta được gặp những đối tượng nữ của Nhật Bản sẽ tốt hơn, mình sẽ học được nhiều hơn. Dù sao việc thi đấu giao hữu với đối tượng nữ sẽ tốt hơn cầu thủ nam, mặc dù vậy chúng ta phải tìm cách khắc phục. Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 sau khi giải vô địch quốc gia nữ kết thúc, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tiếp tục tập trung trở lại để tập huấn, chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm, đặc biệt là SEA Games 31. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.